Dạ chị nhanh dùm cá chốt và xảo. Giờ cá chốt đâu ra không? Anh thấy chị này có bán nè. Alo, cái chị đem qua liền à. Alo, chị đem cho em 1 ký cá chốt nha. Thấy chưa, không có cái gì là tự nhiên hết trơn á, cái gì cũng có lý do hết. Ổng thấy người ta đăng lên nên là thèm chứ sao mà tự nhiên được. Có nhiều anh chị nói trời ơi bầu thì nghỉ ngơi đi, chứ mà ở đó làm suốt vậy trộm vía đi bầu không có bị ngán hay là mệt nhiều. Nên là việc nhẹ nhẹ gì mà làm được á thì đi làm á mọi người, mệt thì mình nghỉ xíu khỏe làm tiếp. Mà nấu ăn này thì đâu có nặng nhọc gì đâu, ông Hy ở nhà trên làm việc, Ni thì ở dưới đây làm bữa cơm gia đình ăn. Được có bầu là điều thiêng liêng cao cả, tuy là không có làm được việc nặng hay là làm nhiều như lúc trước, giống như cài ngày cài đêm khuya nè, nhưng mà cũng làm lặt vặt này kia chứ ngồi không chán lắm mọi người. Nước màu ổi. Đây là nước màu ổi của nhà sau tivi, làm thủ công ở nhà luôn á mọi người. Mọi người chắc cũng mới nghe nước màu ổi này đúng không? Hai vợ chồng cũng vậy á, hổm qua sau livestream được sâu tặng cho hai hũ, về nấu ăn thử coi sao. Chưa ăn mà thấy nó thơm, màu nó đẹp rồi đó. Quay lại chuyện bầu bí, từ lúc có bầu á là Ni thấy ông Hy tuần sức thèm này thèm kia nhiều hơn luôn á. Ni thì ngược lại, lúc trước chưa có bầu á thì thèm nhiều lắm, mà từ khi bầu một cái á là không thèm gì hết luôn. Biết bao lâu mới thèm được một cái gì đó, mừng muốn xỉu luôn á. Ông Hy còn mừng hơn Ni nữa. Mỗi lần ổng hỏi em muốn ăn gì là Ni đa số nói không biết, ăn gì cũng được. Không biết nữa, không biết nữa, không có nhớ. Cái câu ăn gì cũng được là khó chọn lắm luôn á mọi người. Ông Hy đề xuất mình ăn cơm tấm nha. Thôi, sáng em không ăn cơm nổi, vậy mình ăn bún thái. Thôi, bún thái cay lắm, ăn vô nóng rồi chào ngược nữa. Vậy là em muốn ăn gì, em ăn gì cũng được. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Vấn đề muôn thở ha mọi người. Cũng may á là nhà này có ông Hy hay thèm, nên lúc nào mà thèm á là nấu món đó. Còn không thèm á thì lên app xem hôm nay có thực đơn gì, sẽ nấu theo thực đơn ở trên app. Ni cũng muốn thèm này thèm kia lắm chứ bộ, mà ngặt cái là không có thèm, mà nấu xong cái tự nhiên thấy cũng thèm ha. Đặc biệt á là cá chốt này lâu lắm rồi hai vợ chồng chưa ăn lại nữa nè. Cá chốt mọi người nấu canh chua, kho tiêu, kho sả nghệ. Hai vợ chồng thì kho sả, dì ở nhà hết nghệ rồi. Mày chồng ăn cơm, mày cả nhà ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm cùng với hai chồng nha. Hôm nay làm món cá chốt kho sả với lại làm rau luộc. Mày chồng ăn thử cá chốt kho sả coi nó có gì lạ, có gì đặc biệt không? Đặc biệt hả? Nhấp thử coi nha. Thơm quá. Rồi trứng không, còn nào lấy trứng không mẹ? Nhỏ mà có vỏ hả? Ngon à, béo nó thơm, thơm mùi lạ lạ ngon hả? Nên em kho bằng nước màu ổi á. À, cái ổi có sâu tươi hả? Đúng rồi, nên màu đẹp ha, kiểu vừa phải không có quá bị đen á. Trứng thì chồng lâu lắm rồi mới ăn lại có chốt không ạ? Chốt kho. Cái con bự bá luôn nè chồng. Trứng. Con nào cũng có trứng luôn á. Nhỏ bự gì cũng có trứng luôn á. Rau luộc chấm cá kho. Ba cháy. Ngon. Ăn nó mà ngon thế. Số 1. Số 1. Bây giờ là số 1 á, không biết sau này là số mấy. Thôi gán làm số 1 đi. Số 2, không ai là số 1. Ghê không? Bánh mì số 3. Bánh mì số 3. Không ai số 1. Ừ là bánh mì xếp sao mẹ đúng không? Mọi người làm trứng cho Ni nha. Công nhận kho bằng nước màu ổi này nó thơm, hậu nó ngọt, dễ chịu lắm luôn á mọi người. Sẽ tránh được cái mùi đường cháy như những loại nước màu khác á. Trời ơi, ngon quá à. Nước màu ổi nhà sau tivi nha mọi người. Ni cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hy Ni trong hàng vạn những video ngoài kia nha.